Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống An Vui. Quý vị và các bạn thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hàng năm có khoảng 5 triệu trường hợp tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá, cũng có nghĩa là thuốc lá giết chết xấp xỉ 10.000 người một ngày, tương đương với 10 máy bay loại lớn chở khách bị tai nạn mỗi ngày. Hay nói cách khác là cứ 8 giây lại có một người chết do thuốc lá. Mặc dù hầu hết chúng ta ai cũng biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe và khiến tuổi thọ của con người suy giảm nghiêm trọng, song để từ bỏ nó thì lại có khó. Nhiều người cho rằng mình đã hút nhiều rồi, chắc chắn cơ thể đã bị ảnh hưởng từ khói thuốc nên có tâm lý phó mặc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho biết, chỉ cần dừng việc hút thuốc, cơ thể của bạn sẽ có những thay đổi bất ngờ. Vì vậy, việc cai thuốc chưa bao giờ là quá muộn nếu bạn muốn có được thêm nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống này. Và trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Vui sẽ chỉ ra những thay đổi tích cực khi bạn biết nói lời tạm biệt với khói thuốc. Mời quý bạn cùng theo dõi! Chắc hẳn ai cũng đã biết thuốc lá rất dễ nghiện và có hại cho sức khỏe, thậm chí sẽ làm bạn mắc phải căn bệnh ung thư nguy hiểm khi hút thuốc. Nhìn chung, thuốc lá và các sản phẩm chế biến từ nó gây nên nhiều hệ lụy xấu cho cơ thể bất kỳ ai. Vậy tại sao chúng nguy hiểm và làm thế nào để cai thuốc thành công? Hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây nhé! Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào sau một tháng bỏ thuốc lá? Đối với người đột nhiên bỏ thuốc, cơ thể của họ mới đầu không khỏe, sẽ có những bất thường xuất hiện. Đặc biệt trong 2 tuần đầu, họ sẽ cảm thấy toàn thân yếu ớt, trạng thái tinh thần tương đối kém, thường xuyên buồn ngủ. Tuy nhiên, hiện tượng này là bình thường, do lúc này, cơ thể gặp phải phản ứng cai thuốc do hàm lượng nicotine giảm dần, không có chất kích thích não bộ. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng, hãy kiên trì. Sau một tháng, bạn sẽ thấy cơ thể dần trở nên nhẹ nhàng, hết chóng mặt, não sẽ minh mẫn hơn. Lý do chính là lượng nicotine giảm dần, từ đó tổn thương trong não cũng giảm dần xuống, trí nhớ sẽ được cải thiện. Người cao tuổi bỏ thuốc lá có thể phòng ngừa sự xuất hiện của chứng mất trí nhớ. Bỏ hút thuốc, hơi thở sẽ được cải thiện, giảm tình trạng hôi miệng, tăng cảm giác thèm ăn. Điều này là do đường ruột không bị tổn thương bởi các tác hại thuốc lá, mức độ trao đổi chất cũng dần cải thiện, chức năng tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, thúc đẩy quá trình bài tiết chất thải và độc tố ra ngoài cơ thể. Tình trạng ho có đờm sẽ giảm dần, lời nói phát ra trơn tru và dễ nghe hơn trước. Đó là vì cổ họng không bị kích thích, đờm sẽ giảm, cộng với phổi không có sự tổn thương, dẫn đến hơi thở tốt hơn. Chất lượng giấc ngủ cũng sẽ được cải thiện. Người hút thuốc thường bị ho vào ban đêm. Khi cơn ho đã thuyên giảm, hơi thở thông suốt, tình trạng ngáy giảm, ngủ ngon hơn. Những người ngủ đủ giấc, tinh thần hôm sau sẽ tốt hơn. Khuôn mặt của người cai nghiện thuốc sẽ có những thay đổi mức độ nhất định, không còn hiện tượng xỉn màu như trước, tinh thần tràn đầy năng lượng, da dẻ mịn màng, sáng bóng. Các chất có hại như ta và nicotine đi vào cơ thể bị giảm, mức độ trao đổi chất trong cơ thể sẽ được cải thiện, chất thải trong cơ thể được loại bỏ, hàm lượng melanin ít hơn, làn da sẽ trở nên tốt hơn. Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng nên bỏ thuốc và sẽ có những thay đổi đáng kể. Khi mới bắt đầu cai, có những phản ứng khó chịu, tuy nhiên, đó là điều bình thường. Sau một tháng bỏ thuốc, mọi mặt của cơ thể đều tốt hơn, do đó những người đang hút thuốc nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Những lợi ích của cai thuốc lá theo thời gian. 20 phút sau khi bạn hút điếu thuốc cuối cùng, huyết áp và nhịp tim trở lại bình thường, tăng tuần hoàn máu đến các bộ phận, máu nhiều oxy hơn. 8 tiếng. Lượng carbon monoxide trong cơ thể bị loại bỏ 100%, thay thế bằng lượng oxy tế bào mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. 24 tiếng, nguy cơ đột quỵ bắt đầu giảm nhờ việc bình thường hóa nhịp tim, huyết áp và oxy hóa máu. 48 tiếng, đầu dây thần kinh bị mài mòn bắt đầu tái tạo, khứu giác và vị giác khôi phục. Sau 2 tuần đến 3 tháng, quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể tiếp tục cải thiện và bạn thở dễ dàng hơn, phổi tiết ra ít đờm và các chức năng cũng bắt đầu được cải thiện. Từ 1 đến 9 tháng, các triệu chứng ho, nghẹt mũi do thuốc lá giảm đáng kể. Các cấu trúc nhỏ như lông mao trong khoang phổi trở nên linh hoạt hơn, phổi hoạt động trở lại như thời điểm trước khi bạn bắt đầu hút thuốc. 1 năm, nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm còn 50% so với những người đang hút thuốc. 5 đến 15 năm, nguy cơ đột quỵ giảm tương đương người không hút thuốc. 10 năm, nguy cơ phát triển ung thư phổi và các loại ung thư khác như miệng, cổ, thực quản, bàng quang, thận và tuyến tụy giảm đáng kể. Cụ thể, việc cai thuốc lá mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe sau đây. Thứ nhất, hít thở dễ dàng hơn.
bạn sẽ hít thở dễ dàng hơn và ho ít hơn khi bỏ thuốc bởi vì phổi được cải thiện lên tới 10% trong 9 tháng. Nếu bạn bỏ thuốc lá chỉ trong vòng 1 ngày, bạn sẽ cảm nhận rõ hơi thở trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đây chính là dấu hiệu phổi của bạn đang dần hồi phục sau thời gian dài sử dụng nicotine trong thuốc lá. Thứ hai, tràn ngập năng lượng và giảm căng thẳng. Trong vòng 2 tuần đến 12 tuần khi cai thuốc, máu sẽ lưu thông dễ dàng hơn, đẩy hệ thống miễn dịch chống lại cảm lạnh và cúm. Sự gia tăng của oxy trong cơ thể cũng có thể làm giảm mệt mỏi và đau đầu. Khi bắt đầu bỏ thuốc lá, chắc chắn sự căng thẳng sẽ tăng lên rất nhiều, bạn cảm thấy rất khó chịu. Hãy kiên nhẫn, lợi ích của bỏ thuốc lá chính là sau đó bạn sẽ cảm thấy ít căng thẳng hơn, tinh thần vui vẻ và lạc quan. Thứ ba, ăn ngon miệng hơn. Sau khi bỏ thuốc lá, bạn sẽ cảm thấy khẩu vị của mình cải thiện bằng việc ăn nhiều và cảm thấy ngon miệng hơn và ngủ tốt hơn. Sau vài tháng, cơ thể bạn sẽ hồi phục, cân nặng tăng lên và sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, nó còn giúp bạn sống lâu và trẻ hơn khi không sử dụng thuốc lá. Thứ tư, cải thiện đời sống tình dục. Người đàn ông đã ngừng hút thuốc có thể có được khả năng cương cứng tốt hơn. Phụ nữ có thể cảm thấy cực khoái được cải thiện dễ dàng hơn để mang thai. Bỏ hút thuốc cải thiện lớp niêm mạc tử cung và có thể làm cho tinh trùng của nam giới mạnh hơn, tăng khả năng thụ thai qua thụ tinh ống nghiệm và làm giảm khả năng sảy thai ở nữ. Thứ năm, bảo vệ người xung quanh. Lợi ích bỏ thuốc lá quan trọng nhất chính là cách bạn bảo vệ sức khỏe của những người thân yêu. Hút thuốc lá thụ động cũng là nguyên nhân ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em, phụ nữ có thai và người lớn tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà tạo hóa ban cho con người. Vì vậy, hãy bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Và bạn cần phải ghi nhớ rằng, từ bỏ thuốc lá chưa bao giờ là quá muộn. Tuy nhiên, việc cai thuốc lại vô cùng khó khăn. Vì vậy, để vượt qua được, bạn cần phải có quyết tâm cao độ, đồng thời kết hợp 7 giai đoạn này để cai thuốc lá thành công. Hãy nỗ lực thực hiện theo cách mà Sống An Vui chia sẻ ngay sau đây quý vị nhé! Hành trình 7 giai đoạn cai thuốc lá thành công. Cai thuốc lá là một quá trình lâu dài và trải qua nhiều khó khăn. Điều này không mấy dễ dàng với những người hút thuốc lâu năm. Chính sự kiên trì và nỗ lực cùng với phương pháp cai thuốc khoa học sẽ đưa đến thành công. Trong đó, một lưu ý hết sức quan trọng đó chính là bạn cần phải chuẩn bị tinh thần với triệu chứng cai thuốc lá. Khi người hút thuốc cố gắng cắt giảm hoặc từ bỏ thuốc lá, việc thiếu hụt nicotine sẽ dẫn đến các triệu chứng cai thuốc có liên quan đến cả thể chất lẫn tinh thần. Về thể chất, cơ thể sẽ có phản ứng lại với thiếu hụt nicotine. Về tinh thần, người hút thuốc phải đối mặt với việc từ bỏ một thói quen, dẫn đến những thay đổi lớn về hành vi. Về mặt cảm xúc, người hút cảm thấy như mất đi một người bạn thân. Để thành công trong quá trình bỏ thuốc, người hút cần phải tìm các biện pháp giải quyết triệt để được 3 yếu tố nghiện thuốc lá kể trên. Mỗi giai đoạn là những hướng dẫn cụ thể để người cai thuốc có một cách nhìn toàn diện về hành trình cai thuốc lá. Sau đây là tóm tắt các giai đoạn của hành động bỏ thuốc lá. Giai đoạn 1. Quyết tâm. Đây là giai đoạn mà người hút thuốc lá cần có quyết tâm cao, vững vàng để thực sự bắt đầu cuộc chiến này. Nếu bạn vượt qua được giai đoạn này, sẽ là bước đệm vững chắc cho các giai đoạn sau. Trong giai đoạn này, hãy chuẩn bị thật tốt và đủ niềm tin để từ bỏ thuốc lá bạn nhé. Giai đoạn thứ 2. Chọn ngày. Ý nghĩa về việc bỏ thuốc đã nhen nhóm nhưng người hút chưa thực sự sẵn sàng để thực hiện với nỗ lực nghiêm túc thì đây chính là lúc bạn cần cho mình sự lựa chọn để bỏ thuốc lá bằng việc chú ý chọn ngày bắt đầu hành trình cai thuốc hiệu quả. Giai đoạn 3. Thử thách. Trong lúc này, việc khó khăn nhất chính là vượt qua tất cả cám dỗ trong quá trình cai thuốc lá. Thật sự, trước những cám dỗ này khiến bạn cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Tuy nhiên, với một tinh thần vững vàng, bạn có thể vượt qua được, dần dần bạn sẽ không còn lệ thuộc vào thuốc lá nữa. Giai đoạn 4. Quản lý thói quen. Đây là giai đoạn mà bạn quản lý thói quen thường ngày để quên đi điều thuốc bằng những việc có ích hơn để xóa tan cảm giác thèm thuốc, cùng với đó là sự hỗ trợ khích lệ to lớn từ người thân và bạn bè khi cai thuốc. Ngoài ra, đó chính là việc học những kỹ năng mới lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Giai đoạn thứ 5. Đối phó với căng thẳng. Bạn có biết căng thẳng cũng có thể khiến bạn thèm thuốc. Nếu bạn từng dựa vào hút thuốc để kiểm soát căng thẳng và xem điếu thuốc lá là thuốc an thần của bạn, cơ thể bạn đã học được cách kết hợp hai cảm giác căng thẳng và hút thuốc với nhau. Nghĩa là nếu một tình huống căng thẳng xuất hiện ngay sau khi bạn bỏ thuốc lá, cơn thèm nicotine không chỉ có thể tái phát mà còn rất khó kiểm soát. Giai đoạn thứ 6. Phần thưởng.
cai được thuốc lá thành công đã là một nỗ lực rất lớn đối với bản thân. Bằng cách động viên, khích lệ, bạn có thể tự thưởng cho bản thân khi cai thuốc lá bằng những món quà mà bạn yêu thích. Tuy nhiên, bạn hãy luôn nhớ rằng không bao giờ được dễ dãi với chính mình. Tự hứa với lòng là không được mua những sản phẩm chứa nicotine. Giai đoạn thứ 7. Từ biệt thuốc lá. Đây là giai đoạn cuối cùng trong hành trình đầy gian truân này. Việc vấp ngã và tái nghiện vẫn có thể diễn ra nếu bạn không cố gắng. Nếu không bao giờ nghĩ đến việc hút thuốc nữa thì chúc mừng bạn đã kiên trì đi đến đích hành trình cai thuốc lá hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù từ bỏ thuốc lá là vô cùng khó khăn, tuy nhiên chỉ cần bạn thật sự muốn tạm biệt nó thì không gì là không thể. Hãy cố gắng kiên trì với mục tiêu mà mình đặt ra quý vị nhé. Chúc quý bạn luôn có một sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, Sống Ăn Vui còn có rất nhiều video hấp dẫn về kiến thức dinh dưỡng và làm đẹp. Để tiếp tục đón xem, hãy click vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.